Tôi chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 1 lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay. Chương 1 của phần này đó là Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài 1 Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ 20. Đây là lược đồ Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Đây là quốc kỳ, quốc huy của Liên Xô khi còn trong giai đoạn tồn tại. Thế thì bạn nào cho cô biết đất nước Liên Xô được hình thành như thế nào nè? Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước, đòi hỏi các dân tộc trên đất nước Xô Viết phải liên minh khăng khít và giúp đỡ nhau hơn nữa về mọi mặt. Xuất phát từ cái yêu cầu đó, cho nên là tháng 12 năm 1922, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết đã được thành lập trên cơ sở tự nguyện của bốn nước Cộng hòa Xô Viết đầu tiên, đó là Nga, Belarusia, Ukraine và ngoài Caucasus. Azerbaijan là một trong những nước ở ngoài Caucasus. Đến năm 1940 thì có thêm 11 nước Cộng hòa gia nhập vào Liên Xô. Đó chính là sự hình thành của nước Liên Xô. Hiện nay Liên Xô không còn tồn tại trên bản đồ thế giới nữa, mà nó là những nước Cộng hòa liên bang. Nhưng mà chúng ta là học lịch sử, có nghĩa là ta sẽ học những gì diễn ra trong quá khứ, và đó chính là lý do mà chúng ta học bài học hôm nay. Trong tiết học này, các em sẽ tìm hiểu về Liên Xô từ năm 1945, có nghĩa là chúng ta sẽ tìm hiểu Liên Xô từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô phải khôi phục lại kinh tế. Vậy thì cho cô biết vì sao Liên Xô phải khôi phục kinh tế và hãy nêu những cái tổn thất của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là những cái tổn thất về người và của cải mà Liên Xô đã gánh chịu sau chiến tranh thế giới thứ hai. Cô mời các em ghi bài. Vậy em hãy cho biết biện pháp khôi phục kinh tế của Liên Xô. Đó là Liên Xô đã thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư 1946-1950. Cô mời các em ghi bài. Bạn nào nêu được những thành tựu trong lĩnh vực kinh tế và khoa học kỹ thuật của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1950? Trong lĩnh vực kinh tế thì Liên Xô đã đạt được cái thành tựu đó là hoàn thành vượt mức kế hoạch trước 9 tháng. Có nghĩa là chỉ trong 4 năm 3 tháng là Liên Xô đã hoàn thành được các cái kế hoạch mình đặt ra. Và đặc biệt là trong sản xuất công nghiệp tăng đến 73%, chỉ định là đến năm 1950 sẽ tăng 48%, nhưng mà đã tăng đến 73%. Và trung bình một ngày như vậy thì có 3 nhà máy xí nghiệp được đưa vào sử dụng cũng như là sửa chữa. Và đặc biệt nhất đó là cái thành tựu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Vào năm 1949 thì Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ cái thế độc quyền hạt nhân của Mỹ. Cô mời các em ghi các cái thành tựu trong lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật trong công cuộc khôi phục kinh tế của Liên Xô từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, từ năm 1945 cho đến năm 1950. Và sau khi khôi phục kinh tế thì Liên Xô đã làm gì tiếp theo? Lúc này nhân dân Liên Xô đã ăn no mặc đủ, nhưng mà nhân dân Liên Xô muốn cải thiện thêm đời sống, muốn trở thành cường quốc công nghiệp ăn ngon mặc đẹp. Vì vậy họ đã làm gì tiếp theo? Đó là tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ 20. Vậy cô mời một bạn hãy nêu những cái phương hướng chính của các kế hoạch. Phương hướng chính của các kế hoạch đó là một, tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Đây chính là nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Vậy thì công nghiệp nặng là những ngành nào? Đó là cơ khí nè, chế tạo máy móc nè, điện nè, năng lượng nè, vân vân. Cái thứ phương hướng thứ hai đó là thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, có nghĩa là trồng nhiều vụ hơn. Thứ ba là đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật, và cái thứ tư đó là tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật là để hỗ trợ cho ngành nông nghiệp trong nước của mình, còn tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước là để bảo vệ đất nước của mình. Với bốn phương hướng chính của các kế hoạch trong cái công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, em hãy nêu cho cô những cái thành tựu về lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, đối ngoại mà Liên Xô đã đạt được.
Và trong lĩnh vực kinh tế thì Liên Xô đã đạt được cái thành tựu vượt bậc, đó là trở thành một cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ mà thôi. Và đây là những hình ảnh minh chứng cho cái sự phát triển vượt bậc về lĩnh vực công nghiệp của Liên Xô. Trong thời kỳ này thì nền khoa học kỹ thuật của Xô Viết vẫn phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu to lớn, như là năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Và trước khi con người bay vào vũ trụ thì chú chó Laika là sinh vật đầu tiên đã bay vào quỹ đạo và mở đầu cho những cái chuyến bay của loài người vào không gian. Sau đó thì chú không trở về. Và để tưởng niệm cho chú chó Laika này thì tại nước Nga người ta lập một cái đài tưởng niệm. Còn tại Romania năm 1959 người ta còn in cái hình của chú chó Laika này trên cái tem nữa. Một thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật của Liên Xô lúc bấy giờ đó là năm 1961. Liên Xô đã phóng thành công con tàu Phương Đông đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin lần đầu tiên bay vòng quanh trái đất, và đây cũng là nước dẫn đầu thế giới về những chuyến bay dài ngày trong vũ trụ. Còn trong lĩnh vực đối ngoại thì Liên Xô hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, ra sức giúp đỡ cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là có mối quan hệ mật thiết với nhân dân Việt Nam chúng ta. Và để minh chứng cho cái chính sách đối ngoại của Liên Xô thì năm 1960, theo sáng kiến của Liên Xô, Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên ngôn về việc thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân, trao trả độc lập cho các nước thuộc địa. Đến năm 1961 thì một lần nữa Liên Xô đề nghị với Liên Hợp Quốc thông qua tuyên ngôn về việc cấm sử dụng vũ khí hạt nhân. Và vào năm 1963, Liên Xô lại đề nghị với Liên Hợp Quốc thông qua tuyên ngôn thủ tiêu mọi hình thức của chế độ apartheid, tức là chế độ phân biệt chủng tộc. Vậy những thành tựu vừa nêu trên trong lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, đối ngoại thì có ý nghĩa như thế nào? Đó là Liên Xô đã trở thành chỗ dựa vững chắc của hòa bình và cách mạng thế giới. Để kết thúc bài học hôm nay thì cô có 4 câu hỏi củng cố. Câu thứ nhất, đó là sau chiến tranh thế giới thứ hai, nguyên nhân trực tiếp nào đòi hỏi Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế đất nước? Đó là do Liên Xô bị tổn thất nặng nề trong chiến tranh về người và của cải. Câu thứ hai, năm 1949 diễn ra sự kiện nào quan trọng ở Liên Xô? À, đó là Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa như thế nào? Liên Xô đã phá vỡ được thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mỹ hay là vũ khí nguyên tử của Mỹ? Và câu cuối cùng, thành tựu quan trọng về kinh tế Liên Xô đạt được từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ 20 là gì? Đó là Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ mà thôi. Chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Về nhà các em nhớ học bài 1, phần 1 La Mã 2 nhỏ và chỉ học BC. Nhớ đọc sách giáo khoa bài 1, phần 2 và phần 3 La Mã. Cô chào các em, chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe và bình an nhé.